Hello, Duy Nguyễn xin chào tất cả các bạn. Trong thời gian vừa qua thì rất nhiều bạn hỏi Duy Nguyễn là chiếc micro IX95 mà Duy Nguyễn đang bán là có hát live stream được hay không. Đó, thì hôm nay thì Duy Nguyễn sẽ live stream để cho các bạn nghe âm thanh của chiếc micro này khi mà thu qua điện thoại nó sẽ như thế nào ha. Rồi, nghe bài thì thầm mùa xuân nha. Đó. Đẩy eco lên này các bạn. Con này thì có thể hát được autotune nữa. Chút nữa mình sẽ tune luôn các bạn nghe. Rồi, kiểu lên tới não. Bầu trời đã xanh mơ màng, từng hạt mưa long lanh rơi mùa xuân, và trong ánh mắt lấp lánh lời yêu thương ai ngập ngừng. Mùa xuân đã đến bên em và mùa xuân đã đến bên anh thì thầm. Làn gió khẽ vuốt tóc em và làn gió nói cùng em nhớ thương. Và em đã biết mất đi yêu đầu tiên, và em đã biết thương nhớ biết giận hờn. Mùa xuân đã đến bên em trao nụ hôn, và mùa xuân đã trao cho em ánh mắt anh.